Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là phần thông báo đó là diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 37 tại New York ngày 11 tây tháng 6 sắp tới đây sau 2 năm bị đại dịch thì cộng đồng Việt Nam sẽ quay trở lại với lại cái uh, diễn hành văn hóa quốc tế do Liên Hiệp Quốc trước đây tổ chức và đã liên tục trong vòng 37 năm qua và đây là một trong những cái biểu tượng của cộng đồng Quý vị nào muốn tham dự, muốn đóng góp hay muốn bảo trợ, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại Thu Tara Trần Nguyễn ở số điện thoại là 917 862 9969 để biết thêm chi tiết về cuộc diễn hành này. Đây là biểu tượng của cộng đồng chúng ta với các cộng đồng khác và các quốc gia khác. Đây là một cái cuộc diễn hành văn hóa quốc tế do nhiều quốc gia tham gia cùng với lại thành phố New York và trong đó có cả cộng đồng người Việt chúng ta. Hy vọng rằng quý vị sẽ tham gia đầy đủ và chúng ta sẽ biểu dương cái tinh thần của người Việt chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những người Việt tiền nạn cộng sản. Đó là cái thông báo của Phong và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đề tài mỗi một ngày và sáng hôm nay chúng ta đã có được cái tin là Nhật Bản đã tham gia một cuộc tập trận lớn nhất với Hoa Kỳ và kể từ năm 2017 chuyện này như thế nào mình đi lại bản tin mở bản đồ lên và chúng ta sẽ phân tích xem cuộc tập trận này ở đâu và có ý nghĩa gì quý vị trong ngày hôm nay thì sau khi tôi đưa cái tin mà Nhật Bản và Hoa Kỳ đã tập trận ở trên bờ biển của Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên thì quý vị trong cái bản tin mới nhất của tờ South China Morning Post ngay lập tức đã phải đã đưa tin bốn khu trục hạm của Trung Quốc tập trung ở bờ biển Kim Hải à, và trong đó thì đây là bốn khu trục hạm lớn nhất của Trung Quốc đang tập trung tại khu vực này giữa lúc Hoa Kỳ và Nhật Bản đang có cuộc tập trận quý vị ở trên cái à, xin lỗi quý vị ở trên cái màn hình của à, tôi ngày hôm nay thì quý vị sẽ nhìn thấy được là cái à, à, bản đồ cái bản tin của tờ South China Morning Post ở đây thì quý vị thấy là China get more powerful destroyer as a US carrier group hold a off of Korean Peninsula tức là Trung Quốc đang có các cái khu trục hạm lớn giữa lúc mà cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đang có cuộc tập trận ở bán đảo Triều Tiên thì quý vị trong bản tin này tôi tạm dịch sơ qua để quý vị thấy rõ là những biến chuyển xảy ra ở khu vực Đông Bắc Á thì cái việc này là nhắm vào ai như thế nào tập trận ra sao và ý nghĩa của tất cả những cái chuyện xung quanh này nó sẽ là bài phân tích chiều ngày hôm nay bốn chiếc à, khu trục hạm lớn nhất của Trung Quốc đã đậu ở ngay phía đông của bờ biển Trung Quốc giữa lúc mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tập trận với sự hiện diện của chiếc hàng không mẫu hạm nguyên tử của Hoa Kỳ ở trên bờ biển Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên à, và phía cái cái, cái mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã cho thấy là hình của ảnh của bốn chiếc này gồm bốn chiếc uh, khu trục hạm nó gọi là Ren Hai Class uh, Type 055 với uh, có gắn cả đầu đạn hỏa tiễn ở trên ở gần uh, Quyên Đào tức là gần Thanh Đảo uh, mà nằm ở cái uh, gọi là cái tổng uh, hành quân cái tổng đàn hành quân của lực lượng uh, gọi là uh, hải quân phía Bắc của Trung Quốc và trong đó những hình ảnh này đã được chụp bởi cái uh, một cái tổ chức ở tại Âu Châu gọi là European uh, Copernicus Network và giữa lúc mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đang có cuộc tập trận lớn nhất ở tại khu vực này kể từ năm 2017 trong đó thì uh, uh, phía của của tờ báo này đã đưa rất nhiều thông tin liên quan tới cái chi tiết của những chiếc hàng không những chiếc khu trục hạm mà trung quốc xem là lớn nhất này trong khi đó thì phát ngôn viên của đệ thất hạm đội nói với lại tờ báo gọi là us military newspaper là một tờ báo gọi là star and strip là đây là một trong những cái hợp tác song phương về lực lượng quân sự giữa nhật bản và của hoa kỳ trong đó lực lượng quốc phòng tự vệ của nhật bản và lực lượng để thất hạm đội đã tham gia tập trận tập trận, tập trận trong cái cuộc tập trận này đây là cuộc tập trận mà để thúc đẩy mối quan hệ gia tăng giữa lúc mà bắc hàn có khả năng sẽ thử nghiệm thêm vũ khí của họ trong tuần lễ này. Ok quý vị, đó là cái bản tin mà chúng ta có được. Vậy thì bây giờ chúng ta mở bản đồ lên để xem cuộc tập trận này tại vì trên tất cả các báo đều không nói cuộc tập trận này diễn ra ở đâu mà chỉ nói là gần bán đảo Triều Tiên mà thôi. Trong khi Trung Quốc thì có tới 4 chiếc à, à, khu trục hạm của họ đã đậu đậu ở khu vực Quy, uh, Quyên Đao ở sang đông tức là ngay khu vực bờ biển Kim Hải. Ok quý vị mở bản đồ lên để chúng ta thấy được. Đầu tiên hết là Quyên Đao tức là à, Thanh Đảo thì nằm ở đây thì bốn chiếc khu trục hạm của Trung Quốc đã tề tụ về khu vực này ở ngay bờ biển Kim Hải đối diện với lại phía Nam Hàn. Ok quý vị, trong khi đó thì cuộc tập trận của Hoa Kỳ thì chỉ nói là gần bán đảo Triều Tiên, có nghĩa là không phải nằm ở khu vực ở biển Kim Hải mà nó có nghĩa là nó nằm ở khu vực ở gần Hiroshima thì đúng hơn. Quý vị thấy đây là Hiroshima. Đây là Nam Hàn và cuộc tập trận này tôi nghĩ là nó sẽ diễn ra ở gần khu vực này, gần với lại bán đảo Triều Tiên, tức là khu vực này là mình gọi là bán đảo Triều Tiên ở ngoài này. Thì quý vị thấy là cái đường biên giới giữa Nam Hàn và Bắc Hàn và giữa lúc mà Bắc Hàn đang có các cuộc thử nghiệm của họ ở gần khu vực này, tức là họ bắn hỏa tiễn của họ ở khu vực này. À, trong thời gian vừa qua và bây giờ sắp sửa sẽ có một cái cuộc bắn hỏa tiễn của mà Bắc Hàn thử nghiệm tiếp tục ở khu vực phía tây, phía đông bắc của Bắc Hàn thì là nó nằm ở khu vực này. Và Hoa Kỳ và Nhật Bản thì tập trung tập trận ở khu vực này. Chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã có mặt là chiếc, chiếc uh, Abraham Lincoln cùng với đoàn hộ tống hạm của Hoa Kỳ có mặt tại khu vực này. Thì quý vị rung ra quý vị thấy nó nằm ở gần khu vực Bắc Hàn và Nga, nhiều hơn là ở khu vực ở Trung Quốc. Trong khi đó Trung Quốc vẫn đề phòng họ đưa tất cả các cái... Uh, à bốn chiếc khu trục hạm lớn nhất của họ ở khu vực này đi xuống đảo quốc đài loan thì quý vị quý vị thấy hồi sáng nay tôi có đưa cái tin là đảo quốc đài loan thì ở đây là khu đối diện với khu tỉnh phúc kiến của trung quốc thì ở trong cái khu vực này nó có một cái đảo nhỏ nó gọi là đảo đông dinh là nơi mà cách phúc kiến của trung quốc chỉ có 30 dặm mà thôi thì đây là cái nơi mà đài loan đang tăng cường cái lực lượng quân sự của họ trú đóng ở trên đây để mà kiềm chế và đề phòng trung quốc có thể xâm lăng bất ngờ thì quý vị thấy rất là rõ ràng à, ở đây là quý vị đây là Benchu county và ở cái này nó nằm đối diện với tỉnh phúc kiến đó là một trong những cái uh, tin tức mà chúng ta có được ngày hôm nay trên cái gì diễn biến ở khu vực từ ở đài loan lên tới đông bắc á Quý vị, như vậy thì chúng ta đã thấy rõ bức tranh là Hoa Kỳ và Nhật Bản đang có cuộc tập trận trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Ngay sau ngày hôm qua, chiếc hàng không hóa hạm Abraham Lincoln đã có mặt ở bờ biển Nhật Bản. Cuộc tập trận này nó không nằm trực tiếp với những cái bờ biển đối diện với Trung Quốc mà nó tập trận ở trên cái bờ biển đối diện với bán đảo Triều Tiên tức là cái khu vực ở gần Hiroshima. Thì quý vị, việc tập trận này tôi cho rằng là nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Trung Quốc thì đưa cái lực lượng khu trục hạm của họ tới để mà qua đậu ở đó để mà gọi là chuẩn bị thôi. Nhưng mà nó không có biến động nhiều. Ngược lại cái cuộc tập trận này có vẻ như nhắm vào Bắc Hàn và Nga. Bởi vì khu vực ở khu vực này đi ngược lên quý vị, sẽ là vùng biển giáp ranh với nước Nga. Và Hoa Kỳ có mặt ở đây tập trận ngay sau khi mà cách đây 2 tuần lễ thì lực lượng quân đội của Nga đã xuất hiện ở trên bờ biển của Nhật Bản và gần họ tập trận ở gần cái khu vực tranh chấp và về lãnh hải với Nhật Bản ở phía Bắc của nước Nhật. Thì quý vị, chuyện này xảy ra và sau đó thì Hoa Kỳ đã phải điều động cái hàng không mẫu hạm di chuyển từ ở khu vực ở dưới đảo Guam để đưa cái Abraham Lincoln lên trên khu vực của biển Nhật Bản. Có nghĩa là cuộc tập trận này nhắm vào Bắc Hàn và nhắm vào Nga nhiều hơn là nhắm vào Trung Quốc. Điều này có ý nghĩa gì quý vị? Và Trung Quốc tại sao phải đề phòng? Trung Quốc thì giữ thái độ quan sát bởi vì trong giai đoạn này Trung Quốc chưa có manh động nhiều ở trung khu, khu, vực biển Đông Bắc Á. Tuy nhiên họ vẫn đưa lực lượng hải giám của họ ở gần cái đảo Sakaku, quần đảo Sakaku mà người Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư. Đài Loan thì gọi là Điếu Ngư Đài là hai là cái nơi mà tranh chấp giữa ba giữa Đài Loan, Trung Quốc và của Nhật Bản. Thì quý vị, về phía Trung Quốc, tôi cho rằng cái cuộc tập trận này không có ý nghĩa nhiều đối với họ. Trừ khi là sau cuộc tập trận này mà cái hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln mà di chuyển qua vào Biển Đông và đi ngang eo biển Đài Loan thì nó sẽ có ý nghĩa đối với Trung Quốc. Tuy nhiên cuộc tập trận này chủ yếu là tập trung vào việc gọi là kềm chế cái tình hình nó có thể biến chuyển và cái cán cân quân sự ở khu vực Đông Bắc Á có thể thay đổi khi Hàn Quốc tiếp tục thử nghiệm vũ khí nguyên tử và vũ khí à, à, hỏa tiễn của họ. Và thứ hai là lực lượng của Nga lại tiếp tục có sự gọi là phát triển và tiếp tục có những cái à, hoạt động ở khu vực ở Thái Bình Dương. Tại vì quý vị, Nga và Bắc Hàn lần này tôi đã nói ngay từ đầu là cái việc mà thử nghiệm vũ khí của Bắc Hàn nó bắt đầu khởi đi từ tháng Giêng. Trong khi đó thì chính quyền của Joe Biden đã từng báo động là Nga có khả năng xâm lăng Ukraine từ tháng 11 năm ngoái tháng 10, cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì là chính quyền của Joe Biden đã được phía Ukraine báo động, Nga có khả năng tấn công họ vào tháng 2. Và quý vị, tháng 1 thì Bắc Hàn đã bắt đầu thực hiện liên tục các cuộc thử vũ khí của họ. Rõ ràng là giữa phía Bắc Hàn và phía Nga đã có sự liên hợp. Nhiều hơn là Bắc Hàn đang quấy động cho Trung Quốc. Như tôi đã nói quý vị là trong cái nội bộ của Bắc Hàn hiện nay đang chia làm hai phe. Một phe là trung thành với gia đình của họ Kim và một phe là thân Bắc Kinh. Thì có vẻ như gần một năm nay, hơn một năm nay thì đúng hơn, là phe của trung thành của gia đình họ Kim đã khống chế được toàn bộ lực lượng quân sự của Bắc Hàn. Sau một năm, trước đó một năm, thì chúng ta nhớ có cái biến động mà ông Kim Jong-un đã mất tích trong vòng vài tháng không quý vị? Là chúng ta nghi ngờ là ông ta bị giam lỏng và em gái ông ta đã ra mặt. Và lúc đó quý vị chúng ta thấy được cuộc đấu đá từ trong nội bộ của Bắc Hàn phe thân Bắc Kinh và phe trung thành với gia đình họ Kim. Và trong hơn một năm nay, có vẻ phe, phe mà trung thành với gia đình họ Kim đã khống chế được lực lượng quân sự của Bắc Hàn. Có nghĩa là họ kiểm soát được rồi, họ kiểm soát được quyền lực. Và do đó, khi mà họ kiểm soát thì quý vị biết Kim Jong-un là một kẻ có cái có cái khuynh hướng khác với thân phụ của ông ta và ông nội của ông ta. Kim Nhật Thành và Kim Chánh Nhật. Thì quý vị, hai nhân vật này đều thân cả Nga lẫn Trung Quốc. Tuy nhiên, hai người à, tiền nhiệm trước Kim Jong Un là Kim Jong Il, thân phụ của Kim Jong Un thì có cái khuynh hướng là thắt chặt các mối quan hệ với Trung Quốc nhiều hơn so với Nga. Nhưng tới đời của Kim Jong Un trong 10 năm qua, ông ta cầm quyền thì rõ ràng là ông ta tránh dần và cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Điều thứ nhất là cho thấy cho thấy rằng là ông ta sẵn sàng đóng cửa biên giới ngay từ ngày đầu đại dịch bùng nổ ở thành phố Vũ Hán và bất kỳ ai băng ngang qua biên giới đều được lệnh là bắn bỏ và thứ hai là bắc hàn bắt đầu giới hạn rất nhiều những cái quan hệ kinh tế với trung quốc mặc dù vẫn còn lệ thuộc rất nhiều vào trung quốc nhưng mà ông kim jong un đã có vẻ né dần cái mối quan hệ gần gũi với trung quốc do đó cuộc mà gọi là bắn thử vũ khí lần này rõ ràng là ông ta không phải vì trung quốc mà ông ta vì cái hợp tác với nga nhiều hơn thì quý vị thấy ra tháng giêng ông ta đã bắt đầu bắn vũ khí bắn thử các cái hỏa tiễn và mới đây nhất là cái cuộc bắn mà hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia được xem là lớn nhất kể từ năm 2017 thì rõ ràng là và sau khi mà ông ta bắn thử liên tục như vậy thì 24 tây tháng 2 là nga chính thức đưa quân xâm lăng ukraine có nghĩa là có cái sự à, liên lạc và có cái sự liên hợp giữa bắc hàn và nga nhiều hơn là lần này Bắc Hàn dùng cái vụ và thử vũ khí này để làm trái độn cho Trung Quốc. Và Bắc Kinh đã đưa bốn khu trục hạm của họ tới đây để mà quan sát mặc dù là cái bờ biển Kim Hải với bờ biển kia của Nhật Bản nó cách nhau một cái đất nước Nam Hàn. Nhưng có điều điều này cho quý vị thấy rõ ràng là Nga đã bắt đầu mở rộng cái tầm chiến lược quân sự của họ tại Á Châu Thái Bình Dương. Và bây giờ họ không phải, họ có hợp tác với Trung Quốc nhưng trong cái tinh thần giới hạn ngược lại có vẻ như nga kháng kích hơn với bắc hàn về mặt chính danh chúng ta không thấy một mối dây liên hệ nào nhưng mà những gì đang xảy ra cho thấy sự liên hệ rất chặt chẽ giữa kim jong un và putin và hoa kỳ đưa cái hàng không mẫu hạm nguyên tử abraham lincoln vào tập trận ở đây cũng có ý nghĩa luôn quý vị ý nghĩa thứ nhất là đo lường cái phản ứng từ phía trung quốc mặc dù rằng cuộc tập trận này không liên quan gì tới bờ biển trung quốc cả và cũng không liên quan tới đài loan nhưng họ vẫn đo lường cái phần của trung quốc đó là điều thứ nhất điều thứ hai là hoa kỳ gửi một cái thông điệp nhẹ cho phía nga là đừng có phát triển mạng lưới quân sự xuống thái bình dương bởi vì thái bình dương và đặc biệt là khu vực của nhật bản vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của lực lượng quân sự hoa kỳ và nhật bản tại đây nga khó có thể bành trướng dù rằng có sự liên hợp với trung quốc Trước đó họ đã từng băng ngang qua eo biển của Hokkaido của Nhật Bản. Nhưng mà cái đó chỉ là show up về quyền lực nhiều hơn. Là thật sự họ có cái hợp tác lâu dài về quân sự giữa Trung Quốc và Nga ở tại Thái Bình Dương. Trung Quốc và Nga đã từng tập trận ở Siberia, ở Nội Mông và kể cả Tân Cương. Nhưng mà họ chưa bao giờ có cuộc tập trận trực tiếp ở trên ở cái khu vực này cả. Ngoại trừ là cách đây hai tuần lễ, họ đã tập trận ở bên phía đông bờ biển của Nhật Bản thì quý vị cái cục diện lần này nó khá phức tạp là Trung Quốc lại đứng ngoài cái cuộc tranh chấp giữa Hoa Kỳ và của uh, Nga trong khi đó thì uh, Nhật Bản thì bắt đầu là phải bị lấn cấn họ đã dứt khoát cứng rắn với Trung Quốc nhưng với Nga thì Nhật Bản vẫn còn một cái uh, lệ thuộc một phần nào cái, cái nguồn khí đốt từ phía Nga mặc dù không nhiều lắm nhưng mà Nhật Bản đang tính toán cho cái bài toán của họ có điều Nhật Bản lại bị kẹt ở cái hiến pháp là họ không thể tăng cường vai trò của họ cho nên tất cả hoạt động chỉ nằm xung quanh cái vùng biển của Nhật Bản mà thôi cuộc tập trận này rõ ràng Hoa Kỳ một mặt là gửi một cái thông điệp đến cho Nga một mặt là Hoa Kỳ gửi một cái tín hiệu đến cho Bắc Hàn tức là ba, Hoa Kỳ có thể sẽ có những cái biện pháp mạnh hơn đối với Bắc Hàn về mặt cấm vận nếu Bắc Hàn tiếp tục manh nha có những cái hành động hỗ trợ cho Nga về quy tắc thì Bắc Hàn không ra mặt ủng hộ cho nga, nhưng mà tất cả những cái hoạt động của Bắc Hàn nó lại trùng hợp với lại cái uh, chiến dịch quân sự của nga tại Ukraine. Do đó, tôi vẫn cho rằng là Bắc Hàn có cái sự liên hệ ngầm với phía nga để khuấy động khu vực Á Châu Thái Bình Dương nhằm gây lúng túng cho chính quyền của Joe Biden, giữa lúc mà Joe Biden vừa vừa phải đối diện với cuộc chiến của nga tại Ukraine, vừa phải đối diện với sự uy hiếp của Trung Quốc ở tại eo biển Đài Loan và vừa phải đối diện với lại cái sự gọi là thử vũ khí của Bắc Hàn. Chưa kể là cái quần đảo Solomon mấy ngày qua là trở thành headline, tức là có khả năng là quần đảo Solomon ký một cái hiệp ước an ninh với Cộng sản Trung Quốc, trong đó cho phép Cộng sản Trung Quốc đặt cái căn cứ quân sự. Mặc dù bây giờ thì phía Úc đã lên tiếng và phía của Solomon cũng nói rằng họ không để cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự, nhưng Họ đã cho phép Trung Quốc đưa vũ khí vào trong cho à, Solomon cho lực lượng công an mật vụ của họ tại đây. Thì quý vị, rõ ràng là Nga một mặt đang tấn công ở Ukraine, nhưng một mặt thì Nga, Nga bắt đầu đưa cái bàn tay của họ nhúng vào Thái Bình Dương để gây lúng túng cho chính quyền Joe Biden. Và chính quyền Joe Biden bây giờ lại lấn cấn ở cái khu vực. Thứ nhất là cái cuộc chiến của Nga và Ukraine Joe Biden đã áp lực rất nhiều mặc dù ông ta tuyên bố không đưa quân vào Ukraine nhưng mà ông ta vẫn bị áp lực bởi đám chính trị gia ở tại Âu Châu là Hoa Kỳ phải có cái vai trò lãnh đạo đương đầu với Nga tại Âu Châu. Tức là ông ta không bỏ được cái vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ tại Âu Châu trong cuộc mà gọi là đương đầu với Nga à, trong cái gọi là quân bình về cái cán cân quân sự ở Âu Châu. Nhưng mà mặt khác thì phía Joe Biden vẫn phải thực hiện cái chiến lược chuyển trục về Á châu đặc biệt là cái chiến lược Indo-Pacific từ eo biển Đài Loan xuống tận biển Đông. Thì đây là cái chiến lược tập trung của Hoa Kỳ trong vòng 1-2 thập niên tới. Thì bây giờ quý vị, Nga rõ ràng muốn chi phối cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, khiến cho Hoa Kỳ phải lao tâm tổn lực nhiều hơn ở khu vực Đông Bắc Á. Khi mà Bắc Hàn bắt đầu có những cái cuộc thử nghiệm vũ khí và Nam Hàn cũng rụt rịch đã bắn thử các cái đại pháo của họ để mà đối phó với Bắc Hàn. Cùng một lượt Nam Hàn lại thay đổi cái thể chế. Tức là phe bảo thủ lên nắm quyền và phe bảo thủ lại cứng trắng hơn Bắc Hàn. Có nghĩa là manh nha sẽ có những cuộc xung đột căng thẳng diễn ra tại khu vực này. Và như vậy thì có ba mặt trận Hoa Kỳ sẽ phải đối diện. Thứ nhất là mặt trận ở Âu Châu với Ukraine. Thứ hai là mặt trận ở eo biển Đài Loan với lại Trung Quốc và thứ ba là cái mặt trận ở bán đảo Triều Tiên, trực diện là Nam Hàn, là Bắc Hàn, nhưng sau lưng lại là Nga. Thì quý vị rõ ràng Nga đang tìm cách chi phối cái mạng lưới quân sự, tại vì nếu mà tăng cường mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương, có nghĩa là phải giảm đi lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở những nơi khác, nếu như giảm ở Trung Đông thì Nga lại bắt đầu kích động Iran và Syria mở rộng cuộc chiến tại chiến trường Syria. Còn nếu như Hoa Kỳ mà rút quân bớt ở Âu châu để chuyển sang Á châu thì có nghĩa là Nga sẽ tiếp tục cái chiến dịch quân sự của họ mở rộng phía đông của Âu châu. Thì rõ ràng cái uh, cuộc tập trận này có nhiều ý nghĩa mà tập trung ý nghĩa nhắm vào Nga nhiều hơn là nhắm vào Trung Quốc. Có điều là sau cuộc tập trận này, hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln có đi trở ra khi mà trở ra đó quý vị họ có xuống eo biển Đài Loan hay không và từ eo biển Đài Loan có xuống biển Đông hay không vẫn là câu hỏi. Tại vì đệ thất hạm đội không hề cho biết. Nếu như một công hai chuyện, tức là vừa có tính chất răng đe đối với nga và Bắc hàng, vừa có tính chất gọi là thách thức à, cái à, sự đe dọa của Trung Quốc với Đài Loan, thì chắc chắn sau cuộc tập trận này chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln sẽ di chuyển xuống eo biển Đài Loan đi ngang eo biển Đài Loan để thách thức chủ quyền của Trung Quốc. Và sau đó có thể là sẽ ghé vào trong biển Đông, chưa biết chừng. Hoặc họ có thể bọc ra bờ và trở về đảo Guam. Chưa biết được, tuy nhiên lần này sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ cho thấy rằng là cái tình hình khu vực Đông Bắc Á có thể có sự thọc gậy của Nga. Nó trở nên nóng bỏng hơn. Tại vì các hình ảnh từ satellite chụp xuống cho thấy là Bắc Hàn đã rục rịch xây dựng những cái building mới ở cái khu vực mà gọi là phát triển vũ khí nguyên tử của họ, đã xuất hiện một số những cái hình ảnh cho thấy những cái cấu trúc của những tòa building đang được xây dựng, có nghĩa là Bắc Hàn đang nhâm nhe quay trở lại để mà tiếp tục theo đuổi cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ và nếu thật sự điều này thì cái hồ sơ của Nam Bắc Hàn sẽ trở nên gọi là nóng bỏng hơn, không kém gì Đài Loan cả không kém gì đợt loạn đặc biệt là phía Bắc Hoàng phía Bắc Hàn đang muốn phô trương cái sức mạnh quân sự của họ giữa lúc mà phía Nam Hàn đang có sự thay đổi chính trị vị tổng thống bảo thủ và có cái lập trường cứng rắn với Bắc Hàn đã thắng cử và ông đang lập nội các tức là mỗi diễn biến sẽ diễn ra vào ngày 10 tây tháng 5 sau khi mà ông Yoon Seo Jae là chính thức trở thành một tổng thống của Nam Hàn thì quý vị đây sẽ là một trong những cái uh, cục diện mà khá phức tạp. Tức là Nga bắt đầu có cái tầm ảnh hưởng chi phối ở tại Ả Châu, vừa gián tiếp vừa trực tiếp. Trực tiếp tức là họ đưa luôn cả lực lượng quân sự của họ xuống ở biển Thái Bình Dương, phối hợp tuần tra với Trung Quốc. Gián tiếp tức là thông qua Bắc Hàn để khuấy động cái uh, ổn định hòa bình và trật tự ở khu vực ở bán đảo Triều Tiên. Giữa lúc mà Trung Quốc vẫn tiếp tục đang có những cái lâm le đối với đảo quốc Đài Loan. Thì quý vị, tình hình ở khu vực Đông Bắc Á từ eo biển Đài Loan trở lên đã bắt đầu dần dần nóng lên của năm 2022 và tất cả sẽ càng lúc nó càng gây gắt hơn. Lý do là bởi vì gần tới mùa bầu cử giữa mùa của Hoa Kỳ và tất cả các hoạt động quân sự này và tất cả những cái diễn biến này nó đều muốn tác động vào cái nền chính trị của Hoa Kỳ. Nó đều tác động mạnh vào cái 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 nền chính trị của Hoa Kỳ và Trung Quốc hay là Nga vẫn đánh giá họ sẽ kiếm được rất nhiều lợi khi đảng Dân Chủ nắm quyền. Họ sẽ phải dậm chân tại chỗ hoặc sẽ đương đầu với những cái chính sách cứng rắn của phe bảo thủ nếu phe bảo thủ tại Hoa Kỳ nắm quyền. Do đó, những cái hoạt động này rõ ràng nó đang muốn tác động vào cái cuộc bầu cử giữa mùa của Hoa Kỳ. Tức là phe diều hâu và phe bồ câu của Hoa Kỳ mà trong đó thì có nhiều dự đoán cho thấy là phe diều hâu sẽ thắng được cuộc bầu cử. Mà nếu phe diều hâu của Hoa Kỳ mà thắng được cuộc bầu cử thì có nghĩa là chính sách sẽ trở nên cứng rắn hơn. Joe Biden sẽ không áp dụng được chính sách mềm dẻo đối với Nga, kể cả Trung Quốc. Do đó, tất cả những cái hoạt động này nó đều có cái mục tiêu là tấn công vào trong cái chính trường của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa mùa trong lúc mà cả thế giới đang đối diện với lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua. Hoa Kỳ đã lên tới 8.5. Còn phía của Âu Châu, lạm phát cũng được xem là cao nhất trong vòng 40 năm qua. Có nghĩa là những yếu tố này, nó cũng sẽ tác động một phần cho cái những cái sự xung đột chứ không phải hết. Liệu các cuộc xung đột có bùng nổ thêm sau cuộc chiến tại Ukraine hay không? Chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng Á Châu đang manh nha một cuộc một cuộc à, xung đột vũ trang chưa biết nó nằm ở khu vực nào, nhưng chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Bởi vì Á Châu thứ nhất là việc cần thiết của một cuộc chiến. Thứ hai là tình hình mà thay đổi cái thể chế, cái khuynh hướng chính trị ở một số quốc gia, nó sẽ dẫn tới tình trạng đối đầu gay gắt hơn, đặc biệt trong vấn đề liên quan tới chủ quyền. Thì quý vị, từ Philippines qua tới Nam Hàn, Đài Loan, tất cả đều có thể trở thành nóng bỏng. Do đó, Cục diện của Á Châu không kém gì của Âu Châu cả. Có điều là nó chưa bùng nổ xung đột giống như Ukraine. Nhưng cái điều này cũng sớm muộn. Có điều là chúng ta đang dự đoán. Nhiều dự đoán. Ta, đối với tôi, tôi vẫn thấy rằng eo biển Đài Loan là cái phần trăm xảy ra xung đột nhiều nhất. So với phần biển ở Đông Bắc Á hay là ở Đông Nam Á. Bởi vì hai cái nơi này vẫn còn có sự kèm hãm lẫn nhau và kèm chế với nhiều phái khác nhau. Còn eo biển Đài Loan là sự xung đột trực tiếp của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Còn Đông Bắc Á còn có sự chi phối của Trung Quốc, của Nga, của Bắc Hàn và còn sự chi phối tổng cộng là 6 quốc gia trong vụ này. Nhưng mà riêng eo biển Đài Loan thì nó khác. Do đó tôi cho rằng cái phần trăm mà eo biển Đài Loan vẫn trở thành cái nơi có thể có khả năng xung đột vũ trang nhiều hơn so với lại ở Đông Bắc Á và ở Đông Nam Á. Ok quý vị, đó là cái bài Hilton nhật ký chiều ngày hôm nay phân tích liên quan tới cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nhật Bản diễn ra ngay trên vùng biển của Nhật Bản gần cái bán đảo Triều Tiên và điều uh, cuộc tập trận này có vẻ không nhắm nhiều vào Trung Quốc, mặc dù có gửi một cái thông điệp nhẹ nhàng cho Trung Quốc. Nhưng nếu như mà sau cuộc tập trận này mà hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln di chuyển qua Đài Loan thì có nghĩa đó sẽ là cái thông điệp trực tiếp với Trung Quốc. Còn nếu như nó Chiếc hàng K-12 này sau cuộc tập trận rời khỏi bờ biển Nhật Bản trở về Guam, thì tôi nghĩ rằng là cuộc tập trận này mang ý nghĩa nhắm vào cái sự gọi là xuất hiện của Nga ở Thái Bình Dương nhiều hơn và răng đe đối với Bắc Hàn nhiều hơn là đối với Trung Quốc. Ok quý vị, Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong phiêu Tinh Nhật Ký phần 2. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.